Hello anh em, thì cái chiếc ẹt mà gác cục máy xe lôi của mình cũng hoàn thành một cách tốt đẹp nhất rồi. Thì bữa nay mình sẽ làm một cái clip chi tiết cho anh em xem luôn ha. Thì đây có lẽ là một chiếc ẹt 175 phân khối đầu tiên tại Việt Nam mình luôn nha anh em. Thì cái máy này là gắn lên rất là nhiều loại xe rồi, nhưng mà riêng về ẹt thì hiện tại là Tuấn chưa có thấy. Chứ mà mình có thấy rồi, mình không có dám khẳng định là xe này 175 đầu tiên. Gắn rim quay thì như có rồi. Giờ mình sẽ đi chi tiết cho anh em xem. Mình đi chi tiết cho anh em xem ha. Thì xe này là mình nguyên cái xác ẹt 135, có thay đổi là cái phần ghi đông, nó là ghi đông y băng. Bao tay thì chiếc đực chiếc cái. Ở bao tay bên Racing Boy, còn bên Daytona. Cùm Uma tăng tốc, rút ngắn hành trình về với Chúa. Dàn chân thì mình tận dụng lại là dàn chân của Sigurd. Cái cặp bánh mâm này là của Sigurd. Nhà ở nhà mình có sẵn cái gì mình ráp lên đó anh em, chứ mình không có đầu tư cho nó là đồ mới. Chỉ có đầu tư bánh trái này kia thôi. Còn mâm mình có nào mình tận dụng đó. Tại vì một chiếc xe mình ráp chơi đó anh em, mình ráp để mình trải nghiệm nó sẽ khác, chứ một chiếc xe mà mình dọn để mình chơi luôn nó sẽ khác nha. Chứ để anh em nói làm ra không đầu tư cho nó đẹp thì nó sẽ khác. Xe thì nhà Tú rồi nhiều lắm mà đi không có hết. Mình chỉ làm để thỏa mãn cái đam mê của mình thôi. Mình đi cho cái xe này là vỏ camel. Đằng trước này á mình đi là 50 nha anh em. 50%. 50% thì nó giống như 60-80 vậy đó. Nó bự tương đối. Mâm zin của Sirius á thì kết cấu nó là 5 cây xưa giờ, chắc anh em cũng biết rồi nên mình không quay nhiều ha. Mâm zin chỉ vàng luôn nha. Cái cục máy này nè là cục máy của chiếc xe lôi mà người ta hay gọi là máy qua lâm á anh em. Thì cái cục máy này nó có dung tích xi lanh nó là 175cc. Nên tại sao lúc đầu tôi nói với anh em á là chiếc ẹt 175 đầu tiên của Việt Nam là như vậy. Hiện tại là bên Yamaha mới sản xuất ra được ẹt 155 thôi. Nhưng mà ở đây anh em Tú đã chế tạo ra được một chiếc ẹt 175 với thông số kỹ thuật của nó là 62 zin zin, 2 van. Nhìn cục máy nó bự vậy chứ nó có 2 van thôi nha anh em. Đây. Đầu nè, lồng nè. Thì anh em nhìn cái cục máy này nó khá là khủng, nhưng mà thật ra là nó chỉ mạnh thôi. So về độ mạnh thì máy này rất là mạnh. Còn cái nhanh hay không thì mình không biết nha. Mình không thể nào dám hứa với anh em được là nó nhanh hay là sao. Nhưng mà nó mạnh thiệt. Tại vì anh em cứ nghĩ đi, nó tải được 1 tấn rưỡi đồ là chuyện khá là đơn giản với nó luôn á. Nó rất là khỏe. Thì mình lên xác xe thì nó đâu có bao nhiêu ký đâu, cộng xác người dữ lắm, 100 ký rồi. Máy này thì tản nhiệt bằng nước. Cái dòng máy xe lôi nó sẽ chia ra hai hướng tản nhiệt. Một là sẽ là giải nhiệt bằng gió, là lồng lá. Còn một loại là tản nhiệt nước, là giống như cái máy mình đang gắn. Cái máy này nó có giá thành mắc hơn cái máy kia. Ở trên mỗi một cái lồng như vậy người ta sẽ có đóng cho mình là 175cc. Ống nước ở đây thì mình tận dụng là ống nước Sanco nè, két nước nè, quạt tản nhiệt này kia luôn. Cái máy này của mình là hiệu là Jinxiang nha anh em. Một cái thương hiệu khá là nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Và cái dung tích nhớt của con này là 1.1L nha anh em. 1.1L. Nó như Winner vậy. Cái này nếu mà mình nhớ không lầm á, thì hồi xưa mình mới sửa xe lôi á, nó xài cái nồi 5 hay 6 lò xo vậy nên nó khá là nặng. Thì cái phần nồi nó mình không nói tới, tại mình không có am hiểu sâu về cục máy nhiều. Cái máy này nè, trong vòng nó là nó có rất là nhiều loại, giống như là 175. 175 nè, 200 nè, 250 nè. Rồi thì cái phần cục máy bây giờ mình sẽ quay cái khúc mà mình chế bát cho anh em xem ha. Để anh em nào mà muốn chế thì có thể trải nghiệm luôn. Ở đây là tí chuột hàng bát vô đây. Hàng chết đây luôn. Còn cái bát dưới là mình gắn như zin nha anh em. Bát dưới là mình không có thay đổi gì nhiều. Cái bát trên thì mình phải gia công lại bằng cách là mình hạn chế thêm la sắt này kia tùy thôi. Nhưng mà cái này mình tận dụng lại là hai cái bát đầu á. Ở trên chiếc ẹt là mình sẽ có một cái bát như đây. Và mình không có dùng được cái bát này nên mình tháo cái bát này ra. Mình đắp xuống dưới đây. Đó, mình đắp xuống đây. Mình gia công mình hàn cho nó rất là nhiều, cứng cáp luôn. Tặng cho cái quá trình mình lên ga nó không bị xé. Nè, mình hàn tới trên đây luôn, nó bít luôn. Rồi cái bát dưới nè, bát như zin nè. Cái bát dưới không thay đổi. Cái phần thắng này thì chế lại luôn. Lấy cái này làm cái bát của con heo, chế làm cái thắng. Nhưng mà nó cũng khó thắng lắm anh em. Chế cho vui thôi. Bô nè, bô mình cũng thay đổi lại luôn. Mình xài cổ hai khúc. Thì khúc này là khúc đùi gà. Cắt ngay chỗ này hàng lại. Mình hàng chỗ này lại. Ở khúc này là mình xài cổ Winner.
cắt cái chỗ này hàng lại luôn. Xe này xì tay giường nằm á, cái gầm nó hơi thấp. Công nghệ canh bánh siêu nhẹ nha anh em. Rất là nhẹ nè, mình quay nhẹ cái nè. Có dòng xin dĩa rồi nha. Thì ở đằng sau mình vẫn dùng lại là mâm Sigurd và một cái vỏ cơm meo. Size sao 70, 70 90. Sao xài thắng đụm. Cái thắng này nó buồn thì nó thắng được, là nó vui nó thắng không được đâu. Chế chơi cho vui à. Gấp thì mình dùng lại gấp của E135 luôn anh em. Mấy này nói chung là chế à. Tại vì thắng đùm mình chế lại cái má đùm này của Sigurd này kia các kiểu á. Rồi ba cái bát này mình lụm có cái nào mình xài cái đó, rồi khoan vô gấp nè. Đặng cho nó có cái điểm tựa mình bắt lại cái má đùm mà. Đó anh em thấy không? Khoan vô gấp này kia luôn. Bánh siêu nhẹ rồi. Dàn áo thì mình thay đổi nó tí, mình sơn nó lại màu hồng cánh sen cho nó nam tính tí ha anh em. Đợt nó là màu xanh GB nhưng mà mình thay đổi lại, mình sơn nó lại. Xe chính chủ luôn mà phá ra chơi á, 71 B4 là anh em biết rồi, B4 nó mới đây nè. Mình có thay đổi cái dĩa lại, hôm trước mình đi cái dĩa 36, 38 gì á, nó dư lực quá mình xuống lại dĩa này. Dĩa 28 nhông 14 á anh em. Dĩa 28 nhông 14. Cái phần nhông thì mình làm nó không có giống người ta luôn, sợ nó văng ra ngoài xù như vô cây sên nó mắc cỡ lắm nên khóa nó lại vậy luôn. Rồi, cái bình xăng á thì mình đi bình Oco ra dẹp hồng 28. Cái bình này thì nó cũng tựa tựa như FCR này kia, nó không có bơm. Nhưng mà khi mà anh em lên ga cao thì nó sẽ hút xăng từ ở dưới cái chén. Hút từ cái chén lên đây và nó hút theo cái đường gió. Nếu mà anh em nào dùng bình ga dẹp nhiều thì anh em chắc hẳn sẽ biết cái này. Cái co xăng của mình á là do nó chạm vô cái sườn mà mình không muốn cắt cái sườn thì tí nó đã dùng một cái cổ bô hàng lại làm cái co xăng. Đó như anh em thấy rồi, co bình xăng chế hàng mà. Tính là máy này tí hay lắm, thiết kế máy này độc đáo rồi chứ. Rồi IC nè. IC thì mình xài IC quay rim. Mua pin mua quay rim luôn. Cái bình xài bình đập điện ha. Bình xăng lớn thì mình giữ zin, xài bình đập điện. Bắt cái gút. Chế bát đặng ngồi nè. Chế một cái miếng lan ở đây đặng ngồi. Giờ mình cho anh em xem cái độ lùn của nó nè. Đâu, coi coi. Trời ơi, thua em nhiều. Thua. Cao. Thua mới lạ. Có cái cổ vô nó đụng cổ vô á. Thua. Đụng cái ấy gì có. Bà ơi, đi rồi. Trời ơi. Tại cái văn mình xăng ra luôn. Rồi để văn mình xăng ra ngoài luôn rồi. Lực quá nó vậy á. Xe xe đồ chế nó vậy đó anh em. Ôi trời, má nhỏ lớn mới thấy chạy văn mình xe con ra ngoài luôn trời. Ép dầu luôn ơi. Cái gì thế ghê vậy? Sắn bánh kìa. Quýnh vô giò cái muốn chết tại. Máng vô gì cái à tài. Ui da. Ui da. Mình trắng vô mình đâu có canh gì đâu anh em. Mình chả biết sao mà đi canh cho cái xe này. Mình lên dít lơ cho nó ha. Ừ. Phải lên dít lơ. Chứ nó hợp. Nó hợp. Nó hợp cái ga vỗ rồi.
một chiếc xe mà mình có thể gom góp lại những cái món có sẵn ở nhà, mình sáng chế ra từ chiếc xe nhìn nó cũng quạo chứ bộ giỡn. Này tính làm bỏ biển số nhìn nó quạo hơn á, mạnh lắm anh em, mà không biết nó chạy nhanh không à. Vài lần nữa là mua giúp mới luôn à. Rồi thì nói chung là cũng xong chiếc gạt ta. Nhìn nó cũng hơi tiếu. Rồi giờ thì chắc là chúng sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em dành thời gian báo xem clip nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại. Nhớ like, ký kênh, chia sẻ video ủng hộ Túng nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều.